Hi, xin chào các bạn. Tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm của từ các bạn ha. Hôm nay mình sẽ học cách đọc cụm gì đây? SW, SW. Với các bạn miền Nam thì cụm này khá là dễ, nhưng mà các bạn miền Bắc thì sẽ khó hơn. Lý do bởi vì sao? Bởi vì á, W này nè, phiên âm y chang các bạn nhé. Các bạn miền Bắc của mình á, thì thường đọc là con, quỷ, quỷ, quái. Đó. Các bạn không có cái âm W này đâu, nhưng mà các bạn miền Nam á, các bạn sẽ đọc là con quỷ, quỷ quái. Thế cho nên á, cái từ quỷ hay quỷ quái đó y chang cái cách mà người ta phát âm chữ W này nè, ha, W, có nghĩa là U về tới ờ các bạn nhé. Các bạn không cần sử dụng tới lưỡi ha, các bạn chỉ cần dùng mỏ thôi. U, ờ, W, W, quỷ, quỷ quái. Đó, đó chính là cái âm này. Thường thì các bạn miền Bắc của mình nó sẽ đọc là squim hay là swim. Nó không phải là chữ G nhá, cũng không phải là chữ W, chữ Q đâu các bạn. Nó là U, ờ thôi, W. Cái âm này thì các bạn miền Bắc không có, nhưng mà các bạn miền Nam có. Quỷ, đó, nhớ U về ờ, ờ nhá. W. Vậy cái này sẽ là gì đây? Wim, wim, C đằng trước nè. Swim, swim, nghĩa là gì đây? Bơi, bơi lội ha. Từ này sẽ là gì? Vì kép kép vô nè. U, ờ nhá. W, wheat, wheat. Vậy cái này sẽ là gì đây? Sweet, sweet. Danh từ thì nó giống như từ candy á, nghĩa là kẹo ha. Tính từ thì nó có nghĩa là ngọt ngào. Thường thì các cặp đôi hay vợ chồng người ta hay gọi như là sweetie, có nghĩa là kiểu em yêu hả, anh yêu hả. Rồi tiếp, từ này sẽ là gì đây? Sweat, W nhá. W, wet, C đằng trước, sweat. Sweat nghĩa là, danh từ nghĩa là mồ hôi ha, hay động từ nghĩa là đổ mồ hôi, sweat. Còn cái kiểu là mồ hôi nhễ nhã người ta gọi là sweaty. Rồi cái này sẽ là gì? Wear này, wear, wear, C đằng trước, swear. Swear nghĩa là kiểu thề, thề, kiểu cam kết đó, hoặc là lời thề hay là động từ cũng được, thề ha. Cái này sẽ là gì đây? Password. Thường thì các bạn hay đọc là password, password nhỉ, nhưng mà cái này các bạn phải nhớ C ở giữa nha. Password, password nghĩa là mật khẩu đó các bạn, password. Lại lần nữa nhá, swim, nhớ chữ W đọc nhẹ nha. Wow. Swim, sweet, sweat, swear, password. Âm này thì các bạn miền Nam vô tư, các bạn miền Bắc thì nếu mà bạn nào không đọc được W thì các bạn sẽ khó khăn hơn một chút ha. Huyền thấy nhiều bạn học trò miền Bắc của Huyền bị như vậy. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô phiên âm nè, sw hết nha. Swim, sweet, sweat, swear. Này sẽ là gì đây? Password, password. Huh? Sorry, nhấn vào trước nha. Password. Okay, that's all. Goodbye.